tập trung nghiên cứu thực hiện tốt quy định về đại hội đảng. Đây là một trong những yêu cầu của Bí thư tỉnh ủy Lê Quốc Phong đối với các cấp ủy đảng trên địa bàn tỉnh vào chiều ngày 8 tháng 10 tại hội nghị báo cáo nhanh kết quả hội nghị trung ương 10 khóa 13 và triển khai quán triệt thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị khóa 13 về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của đảng. Qua triển khai kế hoạch số 279 của tỉnh ủy về thực hiện chỉ thị số 35 của bộ chính trị khóa 13 về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Bí thư tỉnh ủy lưu ý một số nội dung cần quan tâm trong xây dựng văn kiện đại hội, trong đó cần làm rõ bài học kinh nghiệm, những hạn chế, đặc biệt là nhóm giải pháp phương hướng trong 5 năm tới. Văn kiện đại hội cần được lấy ý kiến sâu rộng trong nhân dân. Cùng với đó làm tốt công tác chuẩn bị đại hội, Bí thư tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, tạo được sự phấn khởi trong nhân dân, hướng tới tổ chức thành công đại hội một cách toàn diện, dân dân. Tại hội nghị, Bí thư tỉnh ủy Lê Quốc Phong báo cáo nhanh kết quả hội nghị Trung ương 10, khóa 13. Sáng nay, ngày 8 tháng 10, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quỳnh Minh Tuấn trưởng ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Đồng Tháp, chủ trì cuộc họp về tình hình hoạt động của ngân hàng trong 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm. Tính đến hết tháng 9 năm 2024, tổng nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Đồng Tháp đạt gần 5.800 tỷ đồng, tăng 275 tỷ đồng so với đầu năm. Danh số cho vay đạt hơn 1.100 tỷ đồng. Nguồn vốn tín dụng chính sách tiếp tục hỗ trợ cho hơn 2.400 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách được dây vốn để đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế, ổn định an sinh xã hội. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quỳnh Minh Tuấn yêu cầu tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, thực hiện tốt nhiệm vụ, giải pháp theo chiến lược phát triển đã đề ra, đồng thời đề nghị Ban đại diện Ngân hàng phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan, tiếp tục đẩy mạnh công tác rà soát, giám sát, có giải pháp căn cơ để tháo gỡ những khó khăn cho cơ sở, định hướng, đảm bảo an toàn nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội cho thời gian tới. Sáng nay, tại hội trường Ủy ban nhân dân phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp do ông Trần Văn Sáu, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, có buổi tiếp xúc cử tri chuyên đề với công nhân lao động và góp ý dự thảo luật việc làm sửa đổi luật công đoàn sửa đổi. Đến dự có ông Kiều Thế Lâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đây là hai dự thảo luật sẽ được Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 8 sắp tới. Tại buổi tiếp xúc, công nhân lao động bày tỏ sự đồng tình dự thảo luật công đoàn đã có cơ chế thể hiện vai trò chủ động giám sát và phản biện xã hội của tổ chức công đoàn trong việc bảo vệ quyền lợi của người lao động. Đồng thời, đề nghị Quốc hội cần đưa vào dự thảo luật công đoàn các chế tài quy định xử lý đối với những doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng công đoàn phí, bảo hiểm thất nghiệp để bảo vệ quyền lợi và chăm lo người lao động tốt hơn. Xem xét điều chỉnh điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với trường hợp lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, người lao động bị sa thải hoặc bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc nhằm đảm bảo đời sống người lao động. Hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến trật tự an ninh xã hội. Đồng thời, xem xét điều chỉnh dự thảo luật việc làm về chế độ hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp từ 60% lên 75% mức lương tối đa nhằm hỗ trợ đảm bảo cuộc sống tối thiểu cho người lao động. dịp này, liên đoàn lao động tỉnh trao 100 phần quà cho 100 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ. Mỗi phần quà là 1 triệu đồng tiền mặt. Hôm nay Quỹ ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện đề án phát triển bền vững một triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh dùng đồng bằng sông cửu long đến năm 2030 tại tỉnh đồng tháp. Về quy mô phấn đấu diện tích canh tác dùng chuyên canh lúa chất lượng cao toàn tỉnh đến năm 2025 ít nhất là 50.000 hecta, trong đó diện tích thực hiện năm 2024 ít nhất là 20.000 hecta. Theo bản tin dự báo thủy văn của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Đồng Tháp hôm nay, ngày 8 tháng 10, mực nước tại thành phố Hồng Ngự, kênh Hồng Ngự hôm nay là 3m16, dự báo ngày mai 3m13. Tại Sa Rài, kênh Tân Thành, huyện Tân Hồng, mực nước hôm nay 3m36, dự báo ngày mai 3m34. Tại Trạm Chim, kênh Đồng Tiến, huyện Tam Nông, mực nước hôm nay 2m50, dự báo ngày mai 2m51 tại Trường Xuân, kênh Phước Xuyên, huyện Tháp Mười. Mực nước hôm nay 2m10, dự báo ngày mai 2m10. Tại thành phố Cao Lãnh, sông Tiền, mực nước hôm nay 2m12, dự báo ngày mai 2m03. Tại thành phố Sa Đéc, sông Sa Đéc, mực nước hôm nay 1m87, dự báo ngày mai 1m74. Nhận định 5 ngày tới, mực nước khu vực đầu nguồn và phía nam xuống dần, mực nước nội đồng thấp 10 biến đổi chậm.